rào cản của bản thân cũng như những rào cản của xã hội, và để vượt qua những rào cản này là một cái nỗ lực rất lớn. Nhưng khi một số bạn đã vượt qua được thì lại tiếp tục gặp những cái trở ngại khác, và trong những lá thư gửi về thì chắc là cũng có rất là nhiều trường hợp nó cũng có nhiều những cái rào cản mà cứ vừa hết ngọn sóng này nó lại vừa đấu tranh xong lại tiếp tục những ngọn sóng khác. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một chia sẻ của một bạn gửi đến chương trình. Đã có những người đi ngang qua đời em, nhưng họ để lại trong em niềm hụt hẫng, chua xót. Họ hồ hởi, nồng nhiệt làm quen với em chỉ vì bức ảnh trên Facebook hay avatar của em. Họ tán tỉnh em vì gương mặt dễ thương và ưa nhìn của em. Nhưng khi em nói mình khuyết tật đôi chân hay gặp em bên ngoài, họ hụt hẫng, chán nản, thái độ thay đổi hẳn, rồi cũng thành quen. Em tự tin mỉm cười sau mỗi cuộc gặp gỡ. Chúng ta sẽ đến với một chia sẻ của một bạn đến ở Hậu Giang. Anh rất vui và hạnh phúc khi trong mắt em, anh cũng đáng yêu, đáng tin cậy để em trao tình yêu cho anh. Nhưng trong mắt người thân của em, anh tật quá nặng, quá yếu nên không chấp nhận anh. Anh không trách giận gì gia đình em, chỉ thấy buồn vì khó khăn cản trở cứ bám lấy đôi ta. Anh không thể nào quên được hình ảnh em cười trong mắt, trong nước mắt. Khuyên anh hãy cố gắng chịu đựng và vượt qua. Em yêu, anh đã nỗ lực hết mình để làm việc, làm công tác xã hội. Anh muốn chứng minh và khẳng định rằng anh không là gánh nặng của gia đình, đặc biệt không là gánh nặng cho em. Em ơi, mình đã chịu đựng 11 năm rồi, không biết đến khi nào chúng ta mới thành đôi. Và tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn bài hát Rong Rêu với tiếng hát của ca sĩ Tuyết Trinh. Một tiếng hát như những tiếng vang vọng tận đáy lòng của người khuyết tật với cái niềm khao khát được yêu, được sống với tình yêu. Xin mời ca sĩ Tuyết Trinh. Sao
đồng đời.